Hãng tin AFP ngày 10 tháng 10 đưa tin, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết các thiết bị xét nghiệm trong giai đoạn đầu COVID-19 thiếu hiệu quả và không đủ nguồn cung, do đó các quốc gia cố gắng trao đổi với nhau. Việc Mỹ gửi các bộ xét nghiệm cho Nga là một phần trong cuộc trao đổi quốc tế. Báo của Nga ngày 10 tháng 10 dẫn lời ông Peskov nói với phóng viên, Chúng tôi gửi một số máy thở đến Mỹ, họ cũng gửi các bộ xét nghiệm cho chúng tôi. Trước đó, trong cuốn sách có tựa đề War, của nhà báo Mỹ Bob Woodward sắp được công bố đã hé lộ một phần nội dung trong đó đề cập cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2020 đã gửi những bộ xét nghiệm COVID-19 cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Woodward cũng dẫn nguồn trợ lý của ông Trump nêu rằng cựu Tổng thống Trump và ông Putin đã nói chuyện 7 lần kể từ năm 2001. Ông Dmitry Peskov phủ nhận thông tin này. Chúng tôi đã gửi thiết bị vào đầu đại dịch COVID-19, nhưng thông tin về các cuộc gọi là không chính xác. Cựu Tổng thống Mỹ Trump ngày 8 tháng 10 khẳng định không có chuyện ông liên lạc hay gửi thiết bị xét nghiệm COVID-19 cho Tổng thống Nga Putin. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Stephen Cheung, cho biết ông Trump không hề cho ông Woodward tiếp cận để viết sách. Bloomberg đưa tin ngày 9 tháng 10. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết nước này đã đồng ý hoãn thực hiện hợp đồng với Đức về việc bàn giao súng phóng lựu chống tăng vác vai RGV-90 cho đến năm 2026 để các loại vũ khí này có thể được chuyển đến Ukraine. Cụ thể, hợp đồng mua sắm súng chống tăng vag rgv 90 từ nhà sản xuất Dynamit Nobel Defense GmbH Đức là một phần trong chương trình vũ khí năm 2016 của Thụy Sĩ. Việc giao hàng sẽ diễn ra theo từng giai đoạn từ năm 2024, 2025. Thông báo nêu rõ hai chuyến hàng đầu tiên đến đúng lịch trình nên Thụy Sĩ đã hoàn tất quá trình cung cấp loại vũ khí này cho quân đội. Tuy nhiên Đức có ý định gửi loại vũ khí này đến Ukraina nên số còn lại sẽ được giao cho Thụy Sĩ vào năm 2026 chậm hơn khoảng một năm so với kế hoạch. Theo Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ, quyết định trên sẽ không vi phạm tính trung lập của Bern bởi trước khi đến Ukraine, số vũ khí này chưa từng có mặt ở lãnh thổ Thụy Sĩ. Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng sẽ cung cấp 30 triệu franc, tương đương 35 triệu đô la Mỹ cho hoạt động giả phá bom mìn nhân đạo ở Ukraine cho đến năm 2027. Mặc dù không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hay Liên minh châu Âu EU, Thụy Sĩ ủng hộ hầu hết các biện pháp hạn chế đối với Nga. Tuy nhiên, Bern không đồng ý để các nước láng giềng châu Âu, trong đó có Đức, tái xuất khẩu vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất sang Ukraine. Trước đó, trong một đơn đặt hàng các loại vũ khí đa năng phóng vai NLAW năm 2022, Thụy Sĩ cũng đã ưu tiên cho Anh. Đây là cơ hội để Bern hỗ trợ các đối tác quan trọng ở những lĩnh vực cụ thể, phù hợp với chính sách trung lập, không can thiệp vào việc triển khai các hệ thống vũ khí, khẳng định hơn nữa mong muốn tăng cường hợp tác an ninh quốc tế. Bên cạnh việc hoãn hợp đồng với Đức, nhường vũ khí cho Ukraine, Thụy Sĩ còn muốn trở thành cầu nối để đạt được hòa bình ở Ukraine. Tháng 9 vừa qua, quan chức phụ trách truyền thông của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Nicolas Bido cho biết nước này hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến hòa bình của Trung Quốc và Brazil trong việc giải quyết xung đột Ukraine vì cách này dựa trên các giá trị của Liên Hợp Quốc. Theo ông Bido, Thụy Sĩ sẽ làm mọi cách để hỗ trợ các sáng kiến có thể mang lại hòa bình lâu dài cho Ukraine. Bên cạnh đó, ông Bido cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tham khảo hiến trương Liên Hợp Quốc trong bất kỳ sáng kiến hòa bình nào liên quan đến Ukraine, nhấn mạnh rằng điều này đã được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lưu ý trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc, Brazil và các quốc gia khác ở Nam Bán Cầu có ý định tạo ra một nền tảng mở với tên gọi là những người bạn của hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận các lực lượng nước này đã tấn công thành công sân bay quân sự Kanskaya thuộc vùng Adigi của Nga. Lời xác nhận được đưa ra ngay sau khi chính quyền Adegi báo cáo về một vụ tấn công bằng UAV nhà vào sân bay Khanskaya. Kênh Telegram Astra cũng đưa tin các vụ nổ gần sân bay xuất hiện ngay sau đó. Một nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine SBU nói với tờ Kiev Independent. Trong cuộc tấn công, 57 chiến đấu cơ, máy bay huấn luyện và trực thăng của Nga đã có mặt tại sân bay. Trong đó có các tiềm kích Su-34 và Su-35 cùng trực thăng Mi-8. Theo nguồn tin của SBU và Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hoạt động tấn công được thực hiện với sự hợp tác của SBU, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, HUR và lực lượng tác chiến đặc biệt. Mức độ thiệt hại gây ra cho máy bay Nga trong vụ tấn công đang được xác định. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cuộc tấn công đã làm hư hại một kho đạn dược dẫn đến hỏa hoạn. Đám cháy lớn cũng đã xuất hiện trong các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong khi đó tại vùng Kursk của Nga, lực lượng Kiev vẫn chưa gặp phải bất kỳ vấn đề đáng kể nào vì quân đội Nga chỉ thực hiện các cuộc phản công hạn chế và tập trung nỗ lực tiến vào miền đông Ukraine. Ngoài ra, sau nhiều tháng chờ đợi, quân đội Ukraine đã nhận được nguồn cung cấp đạn dược ổn định. Điều này có thể thực hiện được nhờ các nỗ lực của đồng minh, bao gồm sáng kiến cung cấp đạn dược của Séc cũng như nỗ lực từ Mỹ và Pháp nhằm phát triển năng lực pháo binh cho Ukraine trong dài hạn. Bloomberg lưu ý, Chiến dịch mùa hè của Ukraine ở khu vực Kursk ban đầu đã khiến các đồng minh của Kiev kinh ngạc với thành công nhanh chóng. Nhưng nó cũng làm dấy lên mối lo ngại cho một số quan chức rằng chiến dịch này có thể phải trả giá đắt nếu Moscow phản công và để lối quân đội Ukraine. Theo đánh giá của Mỹ, các lực lượng Ukraine sẽ có thể nắm quyền kiểm soát một số khu vực thuộc vùng Kursk của Nga trong vài tháng tới hoặc lâu hơn. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc tấn công vào Kursk đã thành công trong việc buộc Nga rút một phần lực lượng khỏi tiền tuyến của Ukraine, nhưng còn quá sớm để đánh giá thành công toàn diện của chiến dịch. Song ông khẳng định chiến dịch ở Kursk đã giúp Ukraine bổ sung vào quỹ trao đổi với Nga như hoạt động trao đổi tù binh giữa hai nước. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine có thể sử dụng vùng lãnh thổ đã chiếm giữ này để làm điều kiện trong các cuộc đàm phán dù vẫn chưa rõ khi nào các cuộc thương lượng với Moscow sẽ diễn ra vì nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin chưa thấy dấu hiệu sẵn sàng nghiêm túc cho các cuộc hòa đàm. Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraine nhận thấy rằng ông Zelensky có thể đang chuẩn bị áp dụng lập trường linh hoạt hơn khi họ tìm cách giúp chấm dứt xung đột với Nga. Ukraine đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất để tự bảo vệ mình vào mùa đông, nhưng cũng đang bắt đầu lập kế hoạch cho năm tới, bao gồm cả việc tăng cường thêm các lữ đoàn, tăng cường gọi nhập ngũ, cải thiện trang thiết bị và đào tạo. Vừa qua, Iran đã khai hỏa gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel, đánh dấu cuộc tập kích thứ hai vào lãnh thổ đối thủ lâu năm của Tehran trong vòng 6 tháng qua. Cuộc tập kích diễn ra bất chấp những cảnh báo cứng rắn từ Israel và Mỹ, cho thấy quyết tâm của Iran khi tiến hành đòn tấn công. Tehran tuyên bố đây là hành động trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh và chuẩn tướng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Abbas Ninforosan. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Saeed Iravani nói rằng động thái cũng nhằm khôi phục sự cân bằng và gian đe. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, ông Ibrahim Jabari, cố vấn của Chỉ huy trưởng Vệ binh Hồi giáo cách mạng Iran IRGC, Hossein Salami cảnh báo, Chúng tôi đã bắn 200 quả tên lửa vào Israel. Hiện giờ chúng tôi sẵn sàng bắn hàng trăm hoặc hàng nghìn tên lửa vào lãnh thổ mà họ kiểm soát nhằm vào các trung tâm kinh tế quân sự và an ninh của họ theo ông jabari iran đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cuộc tấn công và mức độ sẵn sàng hiện tại của các đơn vị tên lửa cho phép họ tấn công các mục tiêu quan trọng ở israel các trung tâm quân sự và kinh tế của israel được coi là mục tiêu ưu tiên có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với cả năng lực phòng thủ và cơ sở hạ tầng của nước này ông cho biết thêm cơ cấu chỉ huy của hezbollah lực lượng thân Iran ở Liban đã được khôi phục hoàn toàn. Điều này cho phép Hezbollah khôi phục mức độ sẵn sàng tác chiến cao nhất. Trong trường hợp xảy ra xung đột, Hezbollah hoàn toàn có thể nhanh chóng hỗ trợ Iran để gây sức ép với Israel từ phía Bắc. Ngoài ra, theo Al Jazeera, ông Jabari chỉ ra rằng Israel có diện tích địa lý rất nhỏ so với Iran và do đó Tel Aviv cần cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả nếu trả đũa Iran. Trong khi đó, trước nỗ lực tránh rơi vào làn đạn, các quốc gia vùng vịnh bao gồm Ả Rập Xê Út, UAE và Qatar từ chối cho Israel sử dụng không phận của họ để tấn công Iran và đã thông báo điều này với Washington. Động thái của các quốc gia vùng vịnh diễn ra sau nỗ lực ngoại giao của Iran nhằm thuyết phục các nước láng giềng ở vùng vịnh dùng ảnh hưởng của họ để tác động lên Mỹ giữa những lo ngại Israel có thể tấn công cơ sở dầu mỏ của Iran. Tehran đã gửi thông điệp tới thủ đô Riyadh rằng đồng minh của họ ở các quốc gia như Iraq, hoặc Yemen có thể đáp trả nếu có bất kỳ sự ủng hộ nào của khu vực để giúp Israel chống lại Iran. Nguồn tin từ Washington xác nhận các quan chức vùng vịnh đã liên lạc với Mỹ để bày tỏ lo ngại về hành động trả đũa sắp diễn ra của Israel. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cảnh báo hành động trả đũa của nước này với Iran sẽ gây chết người và bất ngờ. Quân đội Pháp đang tiến hành huấn luyện cho 2.300 binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn mới mang tên Anna ở Kiev. Lữ đoàn Anna ở Kiev của Ukraine hiện đang được huấn luyện ở khu vực phía đông, Grand Est. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết thiết bị quân sự mà binh sĩ Ukraine đang huấn luyện sử dụng sẽ được chuyển giao sau này. Ông nói, tôi đã đưa ra cam kết này. Hiện quân đội của chúng tôi đang huấn luyện 2.300 binh sĩ Ukraine ở Grand Est với các trang thiết bị mà họ sẽ sử dụng khi tác chiến, đồng thời công khai đoạn phim về buổi huấn luyện. Tổng thống Pháp đảm bảo lữ đoàn này sẽ được huấn luyện và trang bị đầy đủ nhờ sự đoàn kết của Paris với chính quyền Kiev. Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên thành lập và huấn luyện một lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ của mình. Khóa huấn luyện bao gồm nhiều nội dung khác nhau, bao gồm sử dụng chiến đấu bộ binh, xe tăng bánh lốp AMX-10RC, hệ thống pháo tự hành CESA, các hoạt động kỹ thuật liên quan đến công binh, phòng không, sử dụng tên lửa Mistral, chống tăng thông qua tên lửa Milan, khai thác thiết bị bay không người lái, đào tạo lính bắn tỉa. Nhờ chương trình này, tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2024, Pháp đã đào tạo được gần 15.000 quân nhân Ukraine. Trong khi đó, Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có kế hoạch thành lập và triển khai thêm tới 49 lữ đoàn chiến đấu để ngăn chặn nguy cơ từ Nga đối với các quốc gia thành viên thuộc châu Âu. Thông tin trên được tờ báo Đức, En Amsonic đăng tải sau khi tham khảo nguồn tin giấu tên. Theo tiết lộ. NATO có kế hoạch tăng lực lượng tác chiến của mình thêm tới 250.000 binh sĩ. Bộ quốc phòng Đức cho biết, vào mùa xuân năm 2024, các nước NATO đã đạt được thỏa thuận về tiềm năng tối thiểu để bảo vệ biên giới liên minh trước kịch bản xảy ra một cuộc tấn công từ phía Nga. Những yêu cầu mới đối với việc thành lập lực lượng tác chiến được xác định bởi người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ, Đại tướng Christopher Cavoli và đô đốc người Pháp Pierre Vandieu. Bên cạnh việc nâng cao quân số, Dĩ nhiên NATO còn phải lên kế hoạch tăng cường dự trữ vũ khí bao gồm hệ thống phòng không, đạn dược, thiết giáp và phương tiện vận tải Đáng chú ý nhất là số lượng hệ thống phòng không sẽ tăng từ 293 lên 1467 Danh sách bao gồm những loại tiên tiến nhất như Patriot, IRIS-T, SLM, NASAM-S, t hay Skyranger Những yêu cầu liên quan đến xây dựng lực lượng tác chiến áp dụng cho tất cả 32 quốc gia thành viên NATO Trong đó nghĩa vụ đóng góp của mỗi nước sẽ phụ thuộc vào khả năng kinh tế và dân số của họ